Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại kênh Trường Tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn backup cơ bản ROM của con máy Vsmart Star 3 này. Con máy tôi để khá lâu rồi, không bật nguồn nên nó vẫn đang ở VS 2.5 nhé. VS 2.5 Star 3 nhé. Đây, hiện tại thì nó đồng hồ nó vẫn chưa cập nhật và tôi vẫn chưa kết nối mạng. Vẫn đang tháng 4, hiện tại sắp Tết rồi. Để thực hiện thì đầu tiên tay tắt nguồn. Ta chuẩn bị dây cáp, ta đè hai phím tăng giảm âm lượng và ghim cáp này. Ta phải có tune nhá, không có tune không làm được. Rồi, nó đã nhận nhá. Tôi sẽ để điện thoại đây. Đây, nó đã nhận cổng 908 nhá. Nên ta sẽ mở tune unlock tune. Ta sẽ vào cái tab Qualcomm này, Snapdragon này. Rồi, bây giờ ta sẽ chọn là tích vào đây server. Chọn là Vsmart. Cái này ta chọn là Star 3. Bây giờ ta chọn vào ReadCPT. Rồi, ok, đây nó đã read xong Android 9 nhé. Màn vá bảo mật nó là 1/4/2020. Cái này đề phòng thật sự read ra. Bây giờ ta sẽ này, ta có thể unlock folder này, format các kiểu vân vân, xóa xóa vin đi, không có đây, vin đi nó phải ở đây bên này. Star 3 mình không biết nó có ID không. Đây ID nhưng mà không có nhé, nó bị mờ ẩn đi. Bây giờ tôi tiếp tục quay vào việc này. Tay chuột phải vào cái vùng này, chọn vào dòng full read. Người ta chọn thư mục để lưu nhé. Đây, tôi sẽ lưu vào đây luôn. Rồi, bây giờ nó sẽ tự động read, các bạn đợi xong nhé. Xong các bạn nén lại và tung lên mạng. Hoặc nhưng mà bản ROM nó của cái dòng này, không biết cái khác có ý được không, mình không biết.
Rồi sau khi xong thì báo này xong người ta sẽ vào cái này là đây, tôi sẽ để ở đây đây, tôi để thư mục này, hỏi như folder này đây, thì nó sẽ không có file user data 4GB mà tôi nén lại thì các bạn bung ra nhé. Nên cái này thì bản ROM này các bạn phải sử dụng cái tool này thì mới bung ra được nhé. Video mình xin tạm dừng ở đây. Bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào ạ.